Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết Giá heo hơi ngày 30 tháng 9 năm 2023, biến động khó lường trên diện rộng. Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng 1 kg tại một vài địa phương và ghi nhận trong khoảng 54.000 đến 56.000 đồng lượt kg. Theo đó, sau khi giảm 1.000 đồng 1 kg, giá heo hơi tại Vĩnh Phúc về mức 55.000 đồng 1 kg. Các địa phương khác trong khu vực không ghi nhận sự biến động mới về giá, trong đó, Mức giá thấp nhất khu vực 54.000 đồng ruột kg được ghi nhận tại Yên Bái, Lào Cai. Ở chiều ngược lại, mức giá cao nhất khu vực 56.000 đồng một kg được ghi nhận tại Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nội, Tuyên Quang. Các địa phương còn lại trong khu vực ghi nhận giá heo hơi ở mức 55.000 đồng một kg. Giá heo hơi mới nhất khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại khu vực này, Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm giải rác 1.000 đồng một kg tại một vài địa phương và giao động trong khoảng 54.000 đến 56.000 đồng một kg. Cụ thể, sau khi giảm một giá, hiện thương lái tại Lâm Đồng và Bình Thuận cùng điều chỉnh thu mua heo hơi xuống còn 54.000 đồng/kg. Mức giá này cũng được ghi nhận tại Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk. Đây cũng là mức giá thấp nhất khu vực. Tương tự, sau khi giảm một giá, thương lái các tỉnh Quảng Bình. Quảng Trị và Quảng Nam cùng điều chỉnh giá thu mua heo hơi về mức 55.000 đồng trên kg. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động mới về giá, trong đó, mức giá cao nhất khu vực 56.000 đồng kg được ghi nhận tại Quảng Ngãi. Các địa phương còn lại trong khu vực ghi nhận mức giá 55.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi miền Nam Tại khu vực phía Nam, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng một kg trên diện rộng và dao động trong khoảng 52.000 đến 56.000 đồng trên kg. Theo đó, sau khi giảm 1.000 đồng một kg, thương lái tại Bình Phước, Đồng Nai, thành phố, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu và Vĩnh Long đang cùng thu mua heo hơi ở mức 54.000 đồng một kg. Cùng ghi nhận mức giảm trên, hiện thương lái tại Đồng Tháp, An Giang và Tiền Giang đang thu mua heo hơi về mức 55.000 đồng một kg. Tương tự, sau khi giảm một giá, Hiện heo hơi tại Bến Tre và Kiên Giang đang được thương lái thu mua với giá tương ứng là 52.000 đồng ruột kg và 53.000 đồng ruột kg. Các địa phương còn lại trong khu vực, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận sự biến động mới. Trong đó, mức giá cao nhất khu vực 56.000 đồng ruột kg được ghi nhận tại Long An, Cần Thơ, Cà Mau. Còn tại Hậu Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu ghi nhận mức giá 53.000 đồng một kg. Theo kết quả điều tra chăn nuôi kỳ của của Tổng cục Thống kê, tổng đàn heo cả nước tại thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2023 đạt khoảng 25,5 triệu con, đàn gia cầm đạt mức 549,7 triệu con. Kết quả khảo sát xu hướng chăn nuôi của 26,8 nghìn hộ nuôi heo trên toàn quốc cho thấy 2,88% số hộ dự kiến mở rộng sản xuất, 89,25% số hộ dự kiến ổn định sản xuất trong thời gian tới, 5,23% số hộ thu hẹp sản xuất, 2,68% số hộ không nuôi heo nữa. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển chăn nuôi, đảm bảo nguồn cung thực phẩm, tăng cường chỉ đạo nhân rộng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, việt kép, chăn nuôi theo hướng hữu cơ, kinh tế tuần hoàn trên các đối tượng vật nuôi. Xu hướng giảm giá heo hơi xảy ra không riêng tại Việt Nam mà ở cả nhiều nước trong khu vực và thế giới. Cụ thể, ở thị trường Trung Quốc, giá heo hơi từ đầu năm tới nay vẫn thấp hơn Việt Nam khá nhiều thời điểm gần đây tăng nhẹ nhưng vẫn chỉ đạt mức giá bình quân khoảng 53.000 đồng một kg. Theo tờ Nikkei Aria, giá heo hơi tại Trung Quốc đã tăng do chính phủ nước này mua dự trữ với số lượng 20.000 tấn. Đây là đợt mua dự trữ thứ hai trong năm nay của nước này, sau đợt mua vào hồi tháng 2. Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân giá heo hơi giảm liên tục trong thời gian qua ngoài yếu tố sức mua thì nguồn cung heo cũng cao các nông hộ và trang trại nhỏ giảm vì thua lỗ nhưng doanh nghiệp lớn tăng đàn rất nhiều. Kể từ cuối tháng 8 và đặc biệt từ đầu tháng 9 năm 2023 đến nay, giá heo hơi liên tục giảm, mức giá phổ biến trong khoảng 55.000 đến 56.000 đồng một kg. Nếu so với cao điểm đầu tháng 7 năm 2023, giá heo hơi hiện đã giảm tới 12.000 đồng một kg. Hiện giá bán đã xuống gần bằng giá thành chăn nuôi nhưng xu hướng giảm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, khiến nhiều người chăn nuôi lo lắng. Xu hướng giảm giá heo hơi xảy ra không riêng tại Việt Nam mà ở cả nhiều nước trong khu vực và thế giới. Cụ thể, ở thị trường Trung Quốc, giá heo hơi từ đầu năm tới nay vẫn thấp hơn Việt Nam khá nhiều, thời điểm gần đây tăng nhẹ nhưng vẫn chỉ đạt mức giá bình quân khoảng 53.000 đồng một kg. Theo tờ Nikkei Aria, giá heo hơi tại Trung Quốc đã tăng do chính phủ nước này mua dự trữ với số lượng 20.000 tấn. Đây là đợt mua dự trữ thứ hai trong năm nay của nước này, sau đợt mua vào hồi tháng 2. Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai nguyên nhân giá heo hơi giảm liên tục trong thời gian qua ngoài yếu tố sức mua thì nguồn cung heo cũng cao. Các nông hộ và trang trại nhỏ giảm vì thua lỗ nhưng doanh nghiệp lớn tăng đàn rất nhiều. Bên cạnh đó là yếu tố dịch bệnh xảy ra khá phổ biến. Khi một vài nơi xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi thì những đơn vị gần đó tranh thủ bán ra để chạy dịch. Thời gian qua, lượng heo chưa tới lứa, thậm chí heo nái bán ra khá nhiều khiến nguồn cung ở một số nơi tăng cao. Thông thường các tháng cuối năm là mùa cao điểm tiêu thụ thịt, nhưng hiện tại sức mua yếu và giống như năm 2022 đến giáp Tết mà giá heo hơi vẫn không tăng nên thị trường năm nay thật sự khó dự báo. Ở thời điểm hiện tại, người chăn nuôi vẫn chưa đến mức lỗ vốn nhưng giá bán đã xuống sát giá thành chăn nuôi. Dù giá thức ăn chăn nuôi từ đầu năm đến nay đã giảm liên tiếp 4 lần, nhưng vẫn còn rất cao nếu so với trước đây, ông Nguyễn Kim Đoán nhận định. ONNG Võ Trọng Thành, đại diện Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết chi phí chăn nuôi hiện nay dao động trong khoảng 49.000 đến 53.000 đồng kg, người chăn nuôi hoàn toàn có lãi. Con số này thấp hơn khoảng 13% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ giá thức chăn nuôi hạ nhiệt. Khoảng 75% nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của Việt Nam đến từ thị trường nước ngoài. Trải qua chu kỳ siêu tăng giá hàng hóa sau đại dịch COVID-19, mất mùa ở các nước sản xuất lớn và xung đột Nga-Ukraine khiến cho chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Ngành chăn nuôi càng bộc lộ rõ điểm yếu do phải phụ thuộc nguồn cung nhập khẩu. Mặc dù đã hạ nhiệt hơn so với giai đoạn cùng kỳ năm ngoái nhưng giá nông sản hiện vẫn đang ở mức cao so với trung bình trong một thập niên qua. Hoạt động sản xuất của các nhà chăn nuôi, doanh nghiệp vẫn phải duy trì đặt ra nhu cầu cấp thiết về vấn đề nguồn cung và chi phí nguyên liệu. Tuy nhiên, việc chủ động nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi vẫn còn là bài toán dài hạn đối với không chỉ nông dân, doanh nghiệp mà còn cả các nhà hoạch định chính sách. Từ đầu tháng 9 đến nay, bệnh dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp ở một số địa phương giá heo hơi liên tục giảm khiến người chăn nuôi ngại tái đàn quy mô lớn. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, với tổng đàn heo như hiện nay, nếu kiểm soát được dịch bệnh sẽ không ảnh hưởng tới nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến cuối tháng 8 năm 2023, tổng sản lượng heo của Việt Nam tăng khoảng 3,3% so cùng kỳ năm ngoái. Với con số này, Việt Nam đã vươn lên là quốc gia đứng thứ 5 thế giới về số lượng đầu heo và đứng thứ 6 về sản lượng thịt nhiều tổ chức và chuyên gia ngành chăn nuôi hiện dự báo giá heo hơi sẽ tăng trong thời gian tới nhờ sự sụt giảm tổng đàn heo cả nước khi chi phí thức ăn chăn nuôi cao, cộng với giá heo hơi thấp từ hồi cuối năm 2022 và đầu năm 2023 khiến nông hộ e ngại tái đàn. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ thịt heo đang hồi phục khi áp lực lạm phát suy yếu và lĩnh vực du lịch, khách sạn tiếp tục phục hồi. Ngoài ra, giá heo hơi tại Việt Nam còn được thúc đẩy bởi xu hướng tăng giá heo hơi tại thị trường Trung Quốc. Không chỉ tích cực về nguồn cung, xuất khẩu thịt heo của nước ta cũng có những chuyển biến tốt. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, 7 tháng đầu năm nay, nước ta xuất khẩu khoảng 6.000 tấn thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, chủ yếu là heo sữa và thịt heo nguyên con đông lạnh, thu về 35 triệu đô la Mỹ, giảm 2,4% về lượng, nhưng tăng 30,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sản phẩm thịt heo đi Hồng Kông, Lào, Malaysia. Nhiều rủi ro liên tiếp khiến các hộ sản xuất trao đảo ngậm ngùi nhớ lại thời đỉnh cao của nghề, ông Nguyễn Ngọc Luyến, thôn đội, xã Ngọc Lũ cho biết, thời ấy, cứ có mảnh đất nào là người dân trong thôn làm chuồng nuôi heo. Heo từ trại giống về đến nhà là có đại lý cung ứng thức ăn đến tận chuồng mà không cần thanh toán trước. Nhưng giờ thì khác rồi, chỉ còn những hộ có tiềm lực kinh tế bám trụ được với nghề này. Với các hộ chăn nuôi phải nhận thức rõ chăn nuôi heo hiện đã thay đổi, phải chăn nuôi theo hướng công nghiệp, khép kín và tuần hoàn để nâng cao hiệu quả đầu tư. Ngoài ra, cần có nhiều giải pháp để hạ giá thành sản xuất như đầu tư về con giống, tăng tỷ lệ nội địa thức ăn chăn nuôi. Hiện cung, cầu chăn nuôi trong nước khá cân bằng, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ nội địa. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Đạt, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam nhận xét, hiện giá thành chăn nuôi trong nước còn rất cao so với nhiều nước trên thế giới. Ngành chăn nuôi có phát triển bền vững hay không là do kinh tế thị trường quyết định và phải đảm bảo sự cân đối cung, cầu. Ngoài vai trò điều hành, quản lý của nhà nước, nhất là chính sách kiểm soát thị trường nhập khẩu thì người chăn nuôi phải nhận thức rõ chăn nuôi heo hiện phải chuyển đổi theo hướng công nghiệp, khép kín và tuần hoàn để nâng cao hiệu quả đầu tư, ổn định phát triển chăn nuôi. Trong đó, hạ giá thành chăn nuôi là yếu tố đặc biệt quan trọng thông qua hàng loạt giải pháp như đầu tư về con giống, tăng tỷ lệ nội địa thức ăn chăn nuôi. Ông Nguyễn Chi Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phú Yên cho biết, để phát triển chăn nuôi bền vững, tỉnh sẽ vận động các trang trại liên kết với doanh nghiệp cung cấp giống, thức ăn và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị bền vững. Tính đến cuối tháng 8, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chính như ngô, đậu nành và lúa mì đã giảm 15% đến 30% so với mức đỉnh trong quý 1. Mức giảm này chủ yếu do thời tiết thuận lợi và mở rộng diện tích nuôi trồng ở các thị trường xuất khẩu lớn. Theo Vietcap, giá nguyên liệu thô cho thức ăn chăn nuôi sẽ tiếp tục biến động trong nửa cuối năm 2023 và trong suốt năm 2024. Xu hướng này dự kiến sẽ thúc đẩy biên lợi nhuận gộp của mảng thức ăn chăn nuôi của Dabaco. Nguyên nhân là do công ty nhập khẩu 60% nguyên liệu thô sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi. Giá heo hơi trong tuần qua đã liên tục sụt giảm do tình hình dịch tả heo châu Phi xuất hiện ở một số vùng khiến người dân bán tháo. Tuy nhiên, nhiều tổ chức tài chính và chuyên gia ngành chăn nuôi hiện dự báo giá heo hơi sẽ tăng trong thời gian tới nhờ sự sụt giảm tổng đàn heo cả nước khi chi phí thức ăn cao và giá heo hơi thấp từ hồi cuối năm 2022 và đầu năm 2022 khiến nông hộ e ngại tái đàn. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ thịt heo đang tiếp tục hồi phục khi áp lực lạm phát suy yếu và lĩnh vực du lịch, khách sạn tiếp tục phục hồi. Bên cạnh đó, giá heo hơi tại Việt Nam còn được thúc đẩy bởi xu hướng tăng giá heo hơi tại thị trường Trung Quốc. Hiện giá heo hơi tại Trung Quốc đã tăng lên mức 54.300 đồng một kg sắp xỉ với mức trung bình của Việt Nam vào cuối tuần trước là 56.600 đồng một kg. Với các hộ chăn nuôi phải nhận thức rõ chăn nuôi heo hiện đã thay đổi, phải chăn nuôi theo hướng công nghiệp, chăn nuôi khép kín và chăn nuôi tuần hoàn để nâng cao hiệu quả đầu tư. Ngoài ra, cần có nhiều giải pháp để hạ giá thành chăn nuôi như đầu tư về con giống, tăng tỷ lệ nội địa thức ăn chăn nuôi. Hiện cung, cầu chăn nuôi trong nước khá cân bằng, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ nội địa. Dự báo từ nay đến cuối năm, Giá heo sẽ ổn định ở mức hài hòa cho cả người chăn nuôi và người tiêu dùng. Thời gian qua, ngành nông nghiệp tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại các cơ sở thu gom, giết mổ gia súc, nhất là các địa điểm tiếp giáp biên giới. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra và truy xuất nguồn gốc đối với việc vận chuyển heo vào tiêu thụ tại địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngành nông nghiệp còn thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán heo trái phép vào địa phương. Dự báo, giá nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi thành phẩm tiếp tục có xu hướng giảm từ nay tới cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn còn xảy ra tại một số tỉnh thành trên cả nước. Do đó, người chăn nuôi trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe đàn vật nuôi. Đây đang là thời điểm tốt để các trang trại, hộ chăn nuôi tái đàn, khôi phục sản xuất, bảo đảm nguồn cung cho thị trường, đặc biệt là trong dịp Tết sắp tới. Người chăn nuôi cũng đã chú trọng hơn trong việc đầu tư cải tạo chuồng trại, sử dụng thức ăn công nghiệp chất lượng, kỹ thuật nuôi tiên tiến, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, đảm bảo đủ nguồn cung thực phẩm cho thị trường. Giá thức ăn chăn nuôi dần hạ nhiệt, giá bán sản phẩm thiết tốt, nhu cầu ổn định và khả năng được được giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất thức ăn chăn nuôi, trong đó có mặt hàng khô đậu tương sẽ là cơ sở cho các doanh nghiệp lên kế hoạch tái đàn, phát triển hoạt động kinh doanh trong thời gian tới. Thời gian gần đây giá các sản phẩm chăn nuôi có xu hướng tăng, người chăn nuôi bắt đầu có lãi. Vì vậy, các chủ trang trại, gia trại và các đơn vị chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh tái đàn, tăng đàn đảm bảo đủ nguồn cung sản phẩm chăn nuôi vào những tháng cuối năm, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán. Theo thông lệ vào thời điểm này, tỷ lệ tái đàn của người chăn nuôi sẽ tăng để phục vụ cho nhu cầu cuối năm. Thế nhưng hiện tình hình chăn nuôi tương đối bất bình. Thứ nhất là về giá cả, đầu ra trồi sụt lên xuống liên tục. Thứ hai là hai năm vừa qua giá cám tăng quá mạnh. Và điều đáng lo ngại nhất là dịch tả heo châu Phi có thể bùng phát. Những điều này khiến nhiều trang trại hiện không dám tái đàn. Tuy tỷ lệ tái đàn hiện đang thấp nhưng các chuyên gia vẫn lạc quan cho rằng khó xảy ra tình trạng thiếu nguồn cung thịt heo dịp cuối năm. Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho biết, trong khi đa phần các hộ chăn nuôi đều có chung suy nghĩ giá heo hơi bấp bênh nên không chủ động tái đàn vì chăn nuôi không có lời. Phần khác vì lo ngại ảnh hưởng bởi dịch tả heo châu Phi, các công ty chăn nuôi lớn của cả Việt Nam và nước ngoài như Masan, Dabaco cũng giảm đàn. Với các hộ chăn nuôi phải nhận thức rõ chăn nuôi heo hiện đã thay đổi, phải chăn nuôi theo hướng công nghiệp, chăn nuôi khép kín và chăn nuôi tuần hoàn để nâng cao hiệu quả đầu tư. Ngoài ra, cần có nhiều giải pháp để hạ giá thành chăn nuôi như đầu tư về con giống, tăng tỷ lệ nội địa thức ăn chăn nuôi. Hiện cung, cầu chăn nuôi trong nước khá cân bằng, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ nội địa nếu không có những tác động bên ngoài và có những chính sách bảo hộ tốt thì dự báo từ nay đến cuối năm, giá heo sẽ ổn định ở mức hài hòa cho cả người chăn nuôi và người tiêu dùng. Theo các chuyên giá dự báo, giá heo hơi sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Trong khi đó, các thương lái cho biết, tại thời điểm này, giá heo tăng nhưng nhiều trang trại không còn heo để bán, chợ đầu mối heo hơi có khi cháy hàng. Vậy nên, sau thời gian dài để chống chuồng, giảm đàn do thua lỗ, này, thị trường heo hơi khôi phục, giá tăng cao chăn nuôi có lãi nên người dân tích cực tái đàn đẩy giá heo giống tăng theo. Nhiều chuyên gia dự báo, giá heo hơi từ nay đến cuối năm sẽ duy trì tăng nhẹ, giao động ở khoảng 65.000 đồng một kg. Đến thời điểm này, giá thành chăn nuôi heo vẫn nằm quanh mức trung bình 57 đến 60.000 đồng một kg, nên với giá heo hơi bán ra đạt 65.000 đồng một kg, các trang trại vẫn có lãi. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 30 tháng 9 năm 2023 được đăng tải trên kênh Giá Heo 24 giờ cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo